khuyến mại cực hot cho anh em trong dịp hè này đây. Hiện tại shopee.com đã khuyến mại là thẻ 10k anh em nhận 11k, 100k nhận 110k nha anh em. Hiện tại giá vàng đã được nâng lên là x4k cho anh em, 10k anh em nhận 40 triệu, 100k nhận 400 triệu vàng nha anh em. Có đủ 7 server và hiện tại giá vàng server 8 là x2k8 nha anh em. Và hiện tại thì link đã giảm giá là 20% và riêng anh em mua thì sẽ giảm thêm 20k nữa nha anh em. Ngoài ra thì hiện tại cái kho đồ giá rẻ đã cập nhật rất là nhiều đồ cho anh em tha hồ lựa chọn ở đây này. Và ngoài ra thì shop đã cập nhật thêm rất là nhiều vòng quay như là vòng quay bộ ngọc dòng 20k này, vòng quay thập cẩm này, vòng quay bí kíp 20k nhá. Và dưới này thì có khá là nhiều gian đôn cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Và anh em đu tốt ở dưới này nhận những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Ok, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình vẫn là Vi Minh đây. Thì anh em ơi, thì có khá nhiều bạn yêu cầu mình là gọi là quay vlog đi xe với lại các thứ đi phượt các thứ ấy. Thì ngày hôm nay mình đã thực hiện cho các bạn xem. Thì hiện tại mình đang có mặt ở An Vãi anh em nhá. Anh em nào mà chưa đi An Vãi thì đây là An Vãi anh em nhá. Đây, em nhìn chưa? Đó, xung quanh cảnh thì thấy rất là đẹp. Đây nha, đường mới làm lại nha. Đó, tại vì là cái em vãi này thì nó ngay gần nhà mình thôi, nó cách khoảng là tầm 6-7 cây thôi, cho nên là mình đi cái này nó khá là thoải mái. Chứ nếu mà bạn nào xa quá thì tình hình dịch bệnh này thì mình khuyên các bạn lên ở nhà thật. Đó. Trên này không. Trên này thì đầu tiên là cảm giác rất là mát các bạn. Xíu nữa thì mình sẽ gọi là có những cái gì hay thì mình sẽ review cho bạn xem tiếp. Còn hiện tại bây giờ thì mình cùng thằng em mình sẽ ngồi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi lên quanh để chơi xem, khám phá xem ở đây có gì nhá. Ok. Ok mọi người, hiện tại thì mình đã vào trong đến chùa rồi nhá. Đây là cổng vào. Đây là có mấy cổng vào cơ, nhưng mà mình đi cổng này thì thấy là khá là đẹp nha. Thì ở đây anh em nhìn này, có một cái cây. Thì cái không, này là cây me đúng không? Không phải lung tung nha. Ở chùa tuyệt đối là không phải lung tung nhá. Là bạn biết là cây đấy ăn được. Các bạn, trên này mát cực luôn. Xung quanh chùa đang xây dựng lại. Đấy. Các bạn nhìn. Xung quanh ở đây thì đây, khu này mới làm lại nhá. Tre ngà đấy. Rất tuyệt vời các bạn. Đây mọi người ạ, thì cái giếng khá là nhìn các bạn thấy sạch không? Trong veo luôn. Hoặc là chưa có ai động cho nên nhìn nó hơi ấy thôi. Nè, giờ anh mình sẽ tiến hành rửa chân tay ở đây có mát. Rửa tay rồi, anh phải rửa tay, rửa mặt qua đi. Nước đây mát đấy. À, em đổ ra.
được chân không? Thôi, à rửa cũng được. Nước mát luôn. Cái này ở nhà thì cho chạy. Sướng này. Ôi, nghịch á. Em ơi, thì nói chung là đi chơi nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ em ạ. Thì cái nick AMKOKA mình ấy thì mới mở skill 2 đúng không? Đó, thì con đệ ra cái skill không thể chấp nhận vào đâu được anh em ạ. Ra chiêu Masenko. Nhớ anh em có ý tưởng bảo là mình úp cái chiêu Masenko đi, nhưng mà thực sự là úp làm cái gì cho nó phí thời gian anh em. Mình là mình thích Kame rồi, cho nên là mình sẽ làm mọi cách để cái nick của mình con đệ nó ra được Kame được chưa anh em. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ tiến hành là đổi đệ tử nha anh em. Đó, thì đây là con đệ của mình. Thực sự là skill nó ra ngẫu nhiên khá là khó khăn trong mấy việc này. Thực sự là mình mở cho anh em rất là đỏ nhá, mà mở cho mình thì auto ra skill mẹ sợ luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mua đổi đệ tử nhá, 100 ngọc một cái này, mình sẽ mua 3 cái nhá. Đó, ok rồi, tạm biệt mày nha đệ tử nhá, tạm biệt mày. Đó, thực sự là khá là buồn, nhưng mà cuộc vui nào thì nó cũng phải có lúc dừng, nhưng mà dừng lại nhưng vẫn phải úp tiếp anh em nhé. Tại vì là mới mua cái trang này, có hứng, rất là có hứng, với lại đang đi chơi cơ. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là đổi đệ luôn nha anh em. Tạm biệt mày. Ok, con đệ này xem chỉ số thế nào nhá. Xem nào, ra đây xem nào. Chỉ số con đệ này thì cũng khá là gà thôi anh em ạ. Đó, thì ok, chúng ta sẽ đổi luôn nhá. Ấn 2 phát này. Ok, và đây con đệ tử mới nhá. Đối anh em biết chỉ số nó như nào nhá. Mình nghĩ là con này thì cũng HP gấp 3 lần kia. Ồ, con đệ tử này thì nếu anh em có nhu cầu mua nick hoặc là mua vàng giá tốt thì em để truy cập ngay shop dòng thần .com nha. Hiện tại thì shop đang khuyến mại lập thẻ 10k nhận 11k, 100k nhận 110k nha anh em. Và shop mới cập nhật rất là nhiều vòng quay ở đây này. Đó, để trúng những cái phần thưởng cực kỳ là giá trị và quý nha. Và hiện tại thì shop đang bán vàng với giá là X3K8 nha anh em, giá cực kỳ là tốt. Bán ngọc tự động này, săn đệ tử này, úp sức mạnh đệ tử nha. Và hiện tại thì shop đang bán nick và giảm giá khuyến mại 30% luôn, cực kỳ là tốt luôn. Có cả nick 1 đồng này, đó, cực kỳ là xịn xò luôn. Và ngoài ra thì ở dưới này có khá là nhiều random cho anh em tha hồ lựa chọn nhá. Dưới này thì có phần top là thẻ cực kỳ là hấp dẫn luôn. Anh em lên shop dòng thần .com để ủng hộ. Em nhìn này, có chỉ số như này thì thực sự là mình lại không thích chỉ số như này em ạ. Đó, HP với ki thì nó cũng được, nhưng mà giáp ít quá anh em ạ. Giáp ít quá, cho nên là mình sẽ tiến hành là mua thêm gọi là cái đổi đệ tử để mình tiếp tục mình đổi nhanh em. Đấy, mệnh này nữa mày phải ra được con đệ ngon vào để anh có hứng anh úp lại nào. Rồi, con đệ tử mới xem nào. Ok em ơi, con đệ tử mới đây. À, con đệ này nó còn si đa hơn con đệ trước. À, cái đấy nhỉ. Khu này là khu 2 đúng không? Thử qua khu đông đông mở nào. Khu 11 nha anh em. Khu 11 con Broly này. Xanh, đổi phát lưỡi nha nhanh. Nhanh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi phát lưỡi. H2 mình sẽ mở từ từ nhá, không ấn nhanh. Đừng có vội vàng, vội vàng trong đổi đệ là toang ngay đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bấm nhá. Xem thử con đệ này nào. Con đệ này chỉ số ngon này anh em ạ. Nếu mà con đệ xảy ra mà chỉ số này mình để luôn này. Đó, anh em thấy chưa? Chỉ số cực kỳ xịn nhá, nhưng mà mình không chơi xảy ra cho nên là không chơi trái đất cho nên là mình sẽ đổi nhá. Đây con đệ này chỉ số thì đó. Nhớ anh em bảo mình là đệ kiểu nhớ anh em kiểu úp ra mở ra là con đệ nào hoặc là săn cái con super được con đệ nào anh em xài con đệ đấy thì ví dụ đây là con đệ điển hình cho một con đệ Sida nhất vũ trụ, sức đánh rất cao nhưng chỉ số nhìn chịu anh em ạ. Con đệ này mình chịu, mình chả úp đâu, cho mình cho thêm tiền mình cũng chả úp. Ok, mình sẽ đổi luôn nhá. Ok, và hiện tại đây con đệ xảy ra mình nhá, chỉ số lại giống con đệ thứ hai rồi. Ma cay đấy, 900 ngọc rồi đấy. Đậu xanh, sẽ mua từng cái một nhá. Sẽ qua khu khác đi. Má, khu càng đông càng đen á. Sẽ mở từng phát một nha anh em. Mở từng phát một thì nó có nguy cơ nó được đệ ngon hơn. Đó. Con đệ lại giáp cao nhưng mà chỉ số không thích mấy. Ngày sau thì nó hơi lỗ một chút anh em nhá. Nếu mà con đệ như thế anh em ạ. Ok, sẽ đổi đệ này. Mình thì rất thích con đệ hất HP gấp 3 lần kia như con đệ này nhá. Thực sự rất thích. Rất thích luôn ý. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mua nhá. Mong là con đệ sẽ ra của mình sẽ ra chỉ số như thế nha anh em. Mong là vậy. Không được lấy chịu ấy. Ui anh em ơi, đây mình được một con đệ như này nhá. Thì chỉ số này thì mình thấy khá là ok rồi.
thì cũng được ấy, con đệ như này được nha anh em. Mình sẽ giữ con đệ này và mình sẽ tiến hành là nâng cái skill cấp 1 con đệ lên. Nâng lên mua tầm 3 cái đi. Nâng lên cấp 4 nha anh em. Mình sẽ nâng cái này lên cấp 4. Đó. 4 và mình sẽ tiến hành là đi úp. Và hiện tại bây giờ là hết skill cấp 2 nha anh em. Đó, đây. Thì anh em nhìn này. Đó, Dragon cấp 4 nhá. Mong con đệ này sẽ ra skill Kame nhá. Rất là mong như vậy luôn anh em ạ. Thì để mình xem nó có úp được cái map này không nhá. Xem nào. Đâu. Đấm được 21 tiềm năng một phát đấy. Thấy được không? Nếu mà treo 24/24 thì con này nửa ngày thì lên 1,5 triệu anh em nhé. Còn nếu mà bình thường thì nếu mà có skate 2 tầm 3-4 tiếng. Đấy là do mình, còn anh em có thể anh em úp nhanh hơn. Đó, úp ở đây rất là được anh em nhé. Nhưng mà mình lại không úp đâu. Mình sẽ cho con đệ của mình nó sẽ úp ở một cái map, chính là map rừng Bambo nha anh em. Đó, rừng Bambo này. Mình sẽ úp ở map này nhá. Mãi úp đệ và quên cả đi cái... đây, úp bản đồ kho báu rồi. Ok, mình sẽ đứng ở khu 0 và mình úp nha, khu 1 đi. Mình sẽ úp ở đây. Thì bình thường nếu mà anh em mà chơi một số phiên bản hack ấy thì mình hay xài một số thứ để mình bật tấn công lên. Mình hay xài một số thứ ví dụ như là chơi game hook thì mình hay bật ATD lên này. ATD này. Với lại là kèm theo đó là mình bật thêm auto click nữa. Đó, còn nếu mà chơi ở cú pháp VH thì mình hay xài cũng là ATD này. Kèm theo đó là mình xài thêm là A login này để nó tự động đăng nhập nếu mà khi mất cái lối này, với lại là A khu này để nó vào lại cái khu trước khi mà nó bị bật này. Tiếp tục là mình thêm A hồi sinh để ví dụ như ai giết mình thì nó tự hồi sinh đây. Với lại thêm một cái nữa chính là A gì nhỉ, hình như ba cái đấy thôi đó. Đấy thì nói chung là hôm nay thì mình đã gọi là đổi đệ đó. Đổi đệ thì khá là thành công. Mất khoảng 1,5 ngọc thì mới đổi được con đệ như này đấy. Đó, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Nhiều lúc cũng bấn phết ấy, ngọc cũng sắp hết rồi. Nói chung là mình sẽ cố gắng cày nick này em nhé. Đó. Và nói chung là clip hôm nay thì nó chỉ vậy thôi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của mình nhé. Mình sẽ cố gắng úp con đệ này và mở skill thật là sớm cho anh em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye anh em, hẹn em trong thời gian sớm nhất nha. Bye bye. Ok em nha, và trong clip này thì mình sẽ chốt cho em cái event clip trước, chính là clip mở skill 2 đệ cho em Poka và tặng cả trang VIP cho nó nhé. Thì cách thức chơi cái event của mình cực kỳ là đơn giản thôi. Em chỉ việc là bấm like video nhé. Hôm nay thì kênh này, mọi người chung tất cả nhá. Sau đó anh em kéo đây, em xem cú phát chơi nhá. Đấy, lưu ý comment một lần không chỉnh sửa nhá. Thì anh em like luôn cái comment này cho mình nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là quay luôn cái dân lưu để chọn ra bạn nào may mắn nhất trong buổi chơi ngày hôm nay nhá. Mình sẽ bấm quay nhá. Ok, đây, sẽ bấm quay đây. Rồi, mình thấy có một bạn tên là Cẩm Đang, bạn kia clip hay nhưng bạn không like video nhá. Đấy, mình đã bảo anh em rất nhiều rồi, em chơi nhớ like video trước khi comment nhá. Đấy, like đây này. Mình sẽ quay tiếp nhá. Ok. Rồi, mình đã thấy có một bạn tên là Thanh Vinh, bạn ghi là clip ông cuốn thật và tên tài khoản bạn đây. Thì nói chung là bạn này bạn ấy chả có ý tưởng gì. Đấy. Thôi thì clip anh em ủng hộ mình khá nhiều thì thôi mình sẽ vẫn tặng cho bạn này nhá. Đấy, bạn này nói chung là chỉ may mắn thôi chứ ý tưởng là không có mấy đâu nhá. Ok, thôi mình sẽ tiến hành cộng cho bạn này 50k nhá. Bạn là người may mắn. Đó. Nói chung là em cứ tích cực quay tay kiểu gì cũng trúng nha anh em. Đó. Hôm nay không được thì mai được. Đó, ok anh em nhá.